và kiểm tra hệ thống cống. Các hộ gia đình thực hiện nghiêm túc. Chỉ ở trong cái ban công tác mặt trận đang đi xem các hệ thống công rãnh để đôn đốc các cái gia đình ở khu vực này là giải tỏa những cái vật chứng ngại để cho công nhân công ty môi trường đô thị vào họ nạo vét công rãnh. Hôm nay là cán bộ công nhân viên của công ty vệ sinh môi trường đô thị đang tiến hành nạo vét cống rãnh ở khu dân cư. Đấy, các bạn nhìn thấy. Đấy, các bạn nhìn thấy là cái cống được nạo vét xong, nước chảy rất là trong. Thoát nước rất tốt. Tiếp cận chậm, rất là ngon. Đang mở muốn ra cho đen như kia.
cống rãnh xuyên qua dưới đường này và đi vòng quanh khu dân cư. Mặt cống là những cái miếng bê tông ghép dày, khi cần nạo vét là cậy lên rồi là sẽ nạo vét cống rãnh nó dễ dàng. Ở đây là xe cải tiến để đổ những cái đất bùn đã được múc ở cống rãnh mang vào đây. Cái này là vừa nạo vét xong đấy, nước chảy trong. Nước chảy trong và thoát được tốt. Đây là số bùn được vét ở dưới cống lên. Và công nhân môi trường đô thị đánh đống cái này để tính khối lượng. Cái khối lượng đất đá đã, các cái bùn đất đã được nạo vét ở cống đây trong mấy ngày hôm nay đấy. Các bạn thấy là cái khối lượng bùn cát này nó lấp ở dưới cống thì nó sẽ gây cái tắc cống như thế nào. Thế hàng năm vào cái mùa mưa là cống rãnh nó tiêu nước rất là chậm. Đấy, do những cái bùn cát này nó đã lắng đọng và không được đào vét kịp thời.